Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Quân Channel 86 nha. Thì hôm nay thì mình cùng sẽ bàn về vấn đề của Phúc XO bị bắt. Phúc XO là người đàn ông đeo vàng nhiều nhất Việt Nam đó các bạn. Và sau khi bị bắt thì anh ta tiết lộ đó chỉ là vàng giả thôi mọi người ơi. Thì về chuyện mà Phúc XO bị bắt và hay là có luận tội kết tội gì hay không á, là đó là chuyện của cơ quan pháp luật nhà nước người ta đã lo rồi nha. Thì mình sẽ không bàn đến. Nhưng mà đứng trên một góc độ khác, đó là góc độ kinh doanh, thì Phúc XO đã làm được điều gì cho cái bản thân anh ta vào công việc kinh doanh của anh ta, thì chúng ta sẽ cùng phân tích và tìm hiểu nha. À, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số hình ảnh mà lực lượng chức năng đã ập vào quán karaoke của Phúc XO và bắt những cái hành vi tàng trữ trái phép chất cấm nha các bạn. Và đây là hình ảnh mà anh Phúc XO trước khi mà được công cơ quan điều tra mời về trụ sở, thì anh ấy cũng đã rất bình tĩnh các bạn, đứng chải đầu chải tóc. Thì ở đây có thể là một cái thói quen của anh ấy chăng. Đầu tiên thì khi mà mọi người trên cộng đồng mạng thấy có một anh chàng đeo vàng, rất là nhiều vàng, thì lúc đó thì mọi người cũng không tin đó là vàng thật luôn các bạn. Tại vì nó quá quá là nhiều vàng, mà tới mười mấy ký, 12 ký vàng. Có thời điểm là anh Phúc XO anh đeo tới 17 ký vàng lận. Thì lúc đầu thì mọi người còn nghi ngại, nhưng lúc sau anh ta rất là hay. Lúc đó là đã là vàng giả nhưng mọi người không biết, tại vì anh ta sử dụng là đến 5 vệ sĩ nha, 5 vệ sĩ bao quanh anh ấy. À, các bạn có thể thấy đây là hình ảnh anh ấy xuất hiện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đó các bạn. Đó, các bạn có thể thấy rất hoành tráng luôn. Xung quanh anh ấy tới 5 người, quá dữ. Và vàng thì đeo cục nào cục nấy, quá quá bự. Thì bởi vậy làm hoành tráng quá, hoành tráng như vậy thì mọi người sao mà nghi ngờ được nữa, đúng không? Và cái thứ hai nữa, đó chính là người ta biết là anh này thứ nhất là người có tiền, rồi thứ hai là anh có một cái quán karaoke ở Pharaon ở quận 12. Thì với một cái số cơ ngơi và một số tài sản nhất định như vậy, thì người ta nghĩ anh ta mua vàng và đeo vàng như vậy thì hết sức bình thường. Tại trong thời buổi này thì người giàu rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi người ta cũng không để lộ cho mình biết đâu. Rồi ok, tiếp theo nữa, đó là việc anh ta đeo vàng. Thứ nhất là PR bản thân cho anh ấy rất là tốt. Đối với cái thời buổi hiện nay thì người ta rất là quan tâm cái vấn đề đó các bạn. Cái gì mà sốc nổi hay gì đó là quan tâm. Nhưng mà đeo vàng nhiều nhất Việt Nam nữa, đến mười mấy ký vàng, thì thử hỏi ai mà không quan tâm, đúng không các bạn? Là cái tên Phúc XO từ đó bắt đầu nổi tiếng. Cộng thêm một số trang mạng, rồi những cái kênh YouTube đã đi quay clip rồi đăng tải anh ấy lên những cái trang mạng rồi YouTube thường xuyên nữa, thì làm cho cái tên tuổi của Phúc XO càng ngày càng nổi. Và điều đó giúp gì cho công việc kinh doanh của anh ấy? Mình nói là rất là nhiều luôn. Thậm chí bây giờ mình chỉ cần lấy cái tên Phúc XO, mình đi ra mình vay ngân hàng thôi các bạn, nó cũng rất là dễ dàng nữa. Rồi bản thân anh ấy đã PR cho cái quán karaoke của anh ấy càng ngày càng thêm sôi động luôn. Thì đứng trên góc độ mà tích cực á, thì vấn đề đó là một người làm kinh doanh PR rất tốt cho cái thứ nhất là tên thương hiệu, là cái tên của anh ấy. Và thứ hai nữa là cái tên của phòng karaoke của anh ấy nữa, càng ngày càng đông khách. Nhưng mà cái gì mà làm trên những cái giá trị mà không bền vững thì nó sẽ luôn luôn dẫn đến cái hậu quả. Và cái chuyện mà PR không tốt này nó sẽ làm con dao hai lưỡi các bạn.
Nếu mà mình làm BI trên một cái nền tảng mà nó có, ví dụ như anh ấy là thứ nhất là vàng thật, thứ hai nữa là công việc kinh doanh của anh ấy tôn trọng tính pháp luật, thì cái chuyện đó nó rất là bền vững và càng ngày mình nghĩ là sẽ càng phát triển. Đầu tiên là bản thân của anh ấy, thì bản thân anh ấy đã không làm một cái nền tảng vững chắc, do là bây giờ anh ấy mới tiết lộ là vàng giả, cho nên là mình nghĩ những cái gì xây dựng trước đây là sụp đổ hoàn toàn các bạn. Cái thứ hai nữa là kinh doanh thì phải tôn trọng pháp luật, và khi mà mình có thể cái chuyện đúng sai của anh ấy thì mình không nói, nhưng mà hiện tại công an đã phát hiện ra trong quán karaoke là có những chất cấm, thì điều đó là trái pháp luật rồi các bạn. Cho nên là hiện nay thì cộng đồng rất là quan tâm, và vấn đề là anh ấy có vi phạm luật hay không. Khi anh Phúc Bích bị bắt thì mọi người cứ nghĩ là nói vấn đề liên quan đến những chất cấm thôi, thì không ai nghĩ là số vàng anh ấy đeo là giả hết. Nhưng mà cuối cùng khi mà đến cơ quan công an anh ấy khai ra thì toàn bộ số vàng mười mấy cái vàng đều là giả hết. Mình nghĩ đúng là một cái câu chuyện buồn đó các bạn. Nhưng mà nghĩ đi phải nghĩ lại, đó là một cái bài học sâu sắc. Thì đối với cái chuyện PR bản thân, tên tuổi và để giúp ích cho công việc kinh doanh của mình á, thì rất là tốt, rất là tốt luôn. Hiếm người, mình nói là hiếm người làm được như anh Phúc XO nha. Không phải là ai cũng đeo vàng rồi này kia mà được nổi tiếng như ảnh đâu. Rồi cái thứ hai nữa là cái quán karaoke của ảnh là càng ngày càng phát đạt. Nhưng mà đúng là không không có sự bền vững và không có cái nền tảng vững chắc thì sớm muộn gì, với lại không tôn trọng pháp luật thì các bạn cũng không đạt được một kết quả như mong muốn. Trái ngược lại thì nó là còn là một con dao hai lưỡi, là chính là hại cái bản thân của mình và cái công việc kinh doanh của mình nữa. Rồi đến đây thì mình xin chia sẻ bao nhiêu đó thôi. Còn lại thì các bạn có thể theo dõi nhiều bài, nhiều tin tức trên mạng, và những cái báo chí thì cập nhật hàng ngày hàng giờ luôn các bạn. Nó thông tin này đang 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 hot nha. Phúc XO bị bắt và đeo vàng giả là đang hot, thì các bạn có thể theo dõi cái tình tiết vụ việc thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì chúng ta hãy cùng cập nhật nha. Rồi nếu các bạn thấy video này hay thì hãy bấm đăng ký kênh cho mình nha, like, share và subscribe nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ, để mình làm nhiều clip cho các bạn xem. Rồi, xin cảm ơn, chào tạm biệt mọi người. Nhớ bấm đăng ký kênh nhé.